Linh. Hiện đang công tác tại Hà Nội. Mình làm trong lĩnh vực truyền thông. Trước đây thì mình có niềng răng, vì vậy là sau khi mà tháo niềng thì có một số cái chất nó còn vẫn còn dính lại trên răng ấy, thì nó sẽ làm cái răng của mình nó bị xỉn màu. Vì vậy là mình đã quyết định là đến Win Smile để mà cải thiện cái tình trạng sau khi niềng răng. Mình thì cũng đi tham khảo rất là nhiều chỗ, nhưng mà cái cảm nhận rất là khác khi mà đến Win Smile đấy là từ cái khâu mà tiếp đón của các anh chị, và đến khi mà gặp bác sĩ thì bác sĩ cũng tư vấn rất là nhiệt tình và cẩn thận, và đã giải đáp được những cái thắc mắc của mình. Vì vậy là mình rất là hài lòng từ những cái khâu đầu tiên đến khi mà sau khi làm răng là mình đều rất là hài lòng. Win Smile thì mình nhận thấy là có rất nhiều dòng sứ, rất là đa dạng. Tuy nhiên thì khi mà nhận được sự tư vấn từ bác sĩ cũng như là kết hợp với cả cái nhu cầu hiện tại của mình thì mình đã quyết định là chọn DDBio. Và sau khi sử dụng cái dòng sứ này thì mình thấy là màu sắc rất là trong bóng tự nhiên, không hề bị trắng giả. Trước khi làm răng thì mình có tham khảo một số cái dáng răng mà mình rất là thích. Nhưng mà khi đến đây gặp bác sĩ thì nhờ cái sự tư vấn của bác sĩ mình mới nhận ra là cái dáng răng nó còn phải là phù hợp với cả khuôn mặt của mình. Các bác sĩ đã thiết kế cho mình một cái nụ cười riêng với hàm răng, nó thể hiện được cái sự nét riêng của mình. Vì vậy là mình thực sự là rất là cảm ơn các bác sĩ vì cái sự tư vấn đấy. Nên là bây giờ mình đã có một cái hàm răng mà nó toát lên được cái sự riêng biệt của mình. Với phụ nữ thì hàm răng rất là quan trọng. Thứ nhất là phải trắng này, đều, và cái dáng răng như hiện tại của mình ấy, thì mình thấy là nó rất là hợp với cả nhân tướng. Đó là một cái điều mình rất là hài lòng, và mình đánh giá cái bộ răng này sẽ là về cái hình thức nó sẽ là 9/10. Nói thật với mọi người là sau khi làm răng thì mình còn đi nhậu luôn. Đó, thì mình ăn những cái món ví dụ như là gà này, những cái đồ dai rất là bình thường. Đó, nói chung là không bị ê buốt hay là có cái biến chứng gì sau khi mà làm. Trước đây thì mình là một người khá là hướng nội. Tuy nhiên là sau khi làm răng xong thì mình cảm thấy là mình nói chuyện thoải mái hơn, nói chuyện nhiều hơn, và khi mà giao tiếp với khách hàng hay đi gặp khách hàng thì mình cảm thấy công việc nó thuận lợi hơn. Đó là một cái điều mình cảm thấy rất là may mắn. Lĩnh vực về sức khỏe thì mọi người nên, mình nghĩ là mọi người nên đặc biệt chú ý đến những cái quảng cáo mà nó cảm giác là nó PR chưa được đúng với cả sự thật. Đó, những cái loại răng sứ mà người ta quảng cáo với cả mức giá quá rẻ ấy, thì mọi người nên thật sự là cân nhắc và tìm đến những cái cơ sở thật là uy tín. Bởi vì khi mà chúng ta dùng những cái loại sứ giá rẻ hoặc là được ngụy trang dưới cái vỏ bọc là chất lượng cao ấy, thì dễ để lại những cái biến chứng, và những cái biến chứng như là hôi miệng hay là bị ảnh hưởng đến cái răng gốc của mình ấy, thì mọi người nên, mình nghĩ là mọi người nên chú ý về những cái yếu tố như